À, xin chào các bạn. Hôm nay mình mới đi ve chai về nha các bạn. Mua cái này 20.000 mà không biết về nó còn xài được hay không. Chắc là không xài được, người ta mới bán ve chai nha các bạn. Mình sẽ mở ra mình xem coi nó bị gì nhé. Này nó rớt mất dây, mất đứt mất cái đầu dây này các bạn. Công tắc này, cái núm cái vỏ silicone nó rách luôn. Thì mình sẽ đo thử cái công tắc trước nhé. Công tắc vẫn còn tốt nha các bạn. Rồi giờ mình để như vậy, mình bật lên. Mình bật lên rồi mình đo ở cái dây vàng. Đo cái gì nhỉ các bạn? Mình mở than ra xem sao. Than vẫn còn nguyên nhé. Cái này còn nguyên. Rồi, cái này nó bị đứt mất đứt mất lò xo than này nha các bạn. Đứt mất than này. Này còn nguyên dây này. Này còn nguyên. Rồi đứt luôn rồi. Mình đụng vào cái nó đứt luôn, cái dây này nó mủn ra rồi. Này mình cũng chưa mở cái này bao giờ, không biết mở sao. Máy này là máy của Trung Quốc nha các bạn. Cái này chắc họ cũng thay rồi sao ấy các bạn, còn bốn con ốc mà nó không giống nhau. Bốn con ốc mà ba con thì giống nhau, còn một con không giống. Này chứng tỏ mở ra rồi nha các bạn. Cái này bao giờ
ra rồi nha các bạn. Ôi, bụi nhiều quá. Này cổ góp vẫn còn phẳng nha các bạn. Đây này. Không biết lý do gì nhưng mà cái này nó còn phẳng nhé. Cái này thì có con ốc nhé, con ốc mà nó bị rớt mất con ốc này, hư mất ren này nhé các bạn. Ở dưới đây nó có con ốc này, mình thấy ở dưới đây có cái lồng đèn, cái miếng này là miếng mút xốp nó dán vào nhé các bạn, miếng mút xốp. Ở dưới đây có con ốc, con lồng đèn này mà con ốc rớt mất, cái này bị hư mất ren rồi. Mình chưa chưa tháo cái này bao giờ, mình cũng không biết cái này nó như thế nào, nhưng mà dưới đây có lồng đèn mà ren đây thì nó bị tét hết rồi, kiểu nó bị rung, nó rung đó các bạn, nó lắc à, nó con ốc nó rớt ra rồi nó tét cái này luôn này. Ngày giờ phải làm ren lại. Như thế này nha các bạn, có cái lồng đèn này gắn vào đây, cái này rất mất con ốc rồi. Cái nắp này là cái nắp bằng nhựa, này giờ mình sẽ đi làm ren lại cái này nha các bạn. Mình đã taro được cái ren này nhé, taro 5 ren 5 ly này. Các bạn mình đã cho mỡ vào rồi, giờ mình gắn vào.
Rồi giờ cái than, đây là cái than của nó nha các bạn. Than vẫn còn tốt nhưng mà nó bị đứt dây thôi. Giờ mình nãy mình đã khoan cái than như thế này này, thế này. Mình khoan lủng luôn, mũi khoan 1 ly nhé. Mũi khoan 1 ly này, các bạn khoan lủng luôn. Khoan lủng như thế này này. Đấy. Khoan lủng luôn, rồi mình xỏ dây từ bên đây qua rồi mình cột, rồi mình cho lò xo vào là xong nha các bạn. Đấy, mình khoan này này. Cái bên đây cũng vậy, cái than này cũng vậy, nó đứt dây thì mình phải khoan hết nhé. Chỉ có khoan này mình mới nối nối được than thôi nhé các bạn. Đó. Đây. Đó. Các bạn khoan từ từ thôi nha, nếu mà các bạn có khoan thì các bạn ấn từ từ nhẹ nhẹ thôi nhé các bạn, không là cái than này nó bể nhé. Các bạn mà ấn mạnh là cái than này nó bể luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một cái dây, dây này là dây cho loa nha các bạn. Dây này nó mềm lắm. Dây đồng nó nhỏ nhưng mà nó mềm. Mềm mà dai nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xỏ qua cái than nha các bạn, để mình cột nha. Đó. Như này nha các bạn. Này các bạn cột lại. Xoắn lại. Rồi mình sẽ hàn lại nhé. Rồi các bạn xỏ vô cái ở cái than, nó có cái mũ than nha các bạn. Các bạn xỏ vào đó. Nó hơi khó xỏ. Hả? Các bạn cho cái khoảng lò xo này nè. Nó ngắn ngắn hơn cái khoảng lò xo nha các bạn. Cái lò xo nó dài như thế này, lò xo dài 3 phân thì mình để tầm 2 phân thôi. Để tí mình gắn lò xo sau, giờ mình hàn cái này vào. Này các bạn gần chỗ mình đi mua thì mình mua cái than này có mấy chục ngàn thôi nha các bạn. Còn mình mà xa thì thôi, mình cái than này nó vẫn còn sử dụng được thì mình
Mình dùng lại mình xài nhé. Đó, như vậy là được rồi nè. Cái này giờ mình sẽ cho lò xo vào nhé. Đó. Này được rồi nha các bạn. Cái dây đồng ở cái dây loa này nha các bạn, nó rất là mềm, nó không có lo bị đứt. Đó. Như này là được nhé. Bây giờ mình sẽ gắn vào. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt giấy nhám để mình gắn vào đây nhé.
Rồi, vậy là xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chà thử cái gì nhé. Đây mình chà thử cái nắp này nhé. Này chỉ có 20.000 thôi mà mình xài được nha các bạn. Đấy. Rồi các bạn thấy video mình chia sẻ hay hữu ích thì các bạn cho mình một like nhé, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Chào các bạn.